xây xong hết rồi nha. Nhưng không có ai ở hết. Ít người ở lắm, có cũng có nhưng mà chắc là tôi chưa biết nữa, về tôi vô khảo sát thực tế rồi tôi mới báo được tình hình. Rồi bên này là vườn rừng cam cao su. Đây là giáp ranh giữa đường trục DT769. Là mình đâm thẳng ra đây một xíu là DT769 rồi nha bà con cô bác. Thì đây trên đường này thì tôi thấy là cũng rất là nhiều nhà ở rồi, nhưng mà cũng dân cư cũng thưa thớt, vắng vẻ lắm. Còn đằng trước mặt của cô bác là một cái khu dự án rất là lớn luôn, toàn biệt thự lớn không. Rồi, Túc xin mến chào tất cả bà con, cô bác và anh chị và các bạn thân mến. Thì bây giờ hôm nay Túc đang có mặt ở đây là làng cổ Phú Hội thuộc thị trấn Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là Long Thành chứ? À, đây là Nhân Trạch nha bà con. Thì ngày mới Túc chúc bà con nhiều, cô bác nhiều sức khỏe, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là thuộc Nhân Trạch, cũng giáp ranh với Long Thành. Đây là thuộc Long Thành, Nhân Trạch đó. Thì ở đây là Tuấn thấy ở đây là có một ngôi làng cổ. Thì hành trình hôm nay là Tuấn đi khám phá cái vùng đất ở Long Thành này. Có những cái ngôi đất rất là khủng khiếp. Thì hôm nay Tuấn chia sẻ đến cho bà con của bác xem. Đây, ngay đây thì có một ngôi nhà cổ ngày xưa này. Đó, nhà cổ bằng gỗ ngày xưa này. Không biết là có bao nhiêu năm rồi thì Tuấn... 100 năm đây rồi. Cả trăm năm rồi. Khi mà mình tới làng cổ Phú Hội, ở trên thì là ngói, ở dưới là gỗ. Ra thì ở đây rất là nhiều cái em trái. Chào em. Dạ, chào em. Em gần đây luôn hả? Dạ, nhà con. À, ở đây gọi là làng cổ Phú Hội đúng không em? Dạ, con. Dạ. Đây các bạn thấy những cái cây bòn bon, cây dâu nè, đã không? Mùa chín rồi. Này là trái trái dâu da. Trái dâu, đó, sắp tới mùa trái cây rồi nha các bạn ha. Đây, trái dâu da. Nhiều cây em trái nha. Dâu da đó các bạn. Đây mùa trái này chín rồi này các bạn ạ. Ồ, khu này thì gặp khu trái cây luôn. Xoài rồi. Dâu da rồi đủ thứ hết. Thì hồi xưa đây là một cái làng cổ. Nhưng mà bây giờ bà con cô bác ở đây cũng xây dựng lên hết rồi. Hồi xưa là những cái nhà giống như nhà này nè. Cả trăm năm rồi đó. Bây giờ cũng thay đổi rồi. Nhưng mà cũng còn giữ lại một số ngôi nhà vẫn còn. Thì Tuấn sẵn đưa đường đi, Tuấn chia sẻ đến cho bà con cô bác xem để biết được thêm nhiều thứ. Ở đây mình đi ra ngoài ngay chỗ chợ Long Thành cũng gần lắm. Khoảng mấy cây số là tới rồi. Ngoài đầu đường Tuấn đi vô là thấy nguyên một cái đường mương là toàn là giếng nước trong vao à. Trong vắt luôn. Suối nè, chảy ra tới hết cái khu vực ngoài này luôn. Trong vắt y như nước ở trong, y như bên Nhật vậy đó, Nhật Bản vậy đó. Thì đây nguyên nhân của nó là đây là có một cái mạch nước, mạch giếng này. Đây mạch giếng này, cái mạch này là chảy quanh năm suốt tháng luôn, trong luôn, trong lành xong quanh năm luôn. Nhưng mà bây giờ là ở vùng Đồng Nai mình là có nhiều chỗ bây giờ nước lên bùng luôn, bơm lên bùng luôn rồi, lên bùng sình. Nhưng mà ở đây nước vẫn trong vắt vắt trong, thì ở đây không khác gì bên Nhật các bạn, nước trong ghê luôn. Trong xanh luôn, thấy đáy luôn, thấy cá kiển còn sống nuôi luôn mà. Ở đây không có cá nha các bạn. trong có quá, không có cá. Đây cái nguyên nhân của cái khu vực hay ha. Làng cổ Phú Hội này, những dòng kênh, dòng suối nó trong như thế này. Là ở đây này mọi người nè. Đây cái giếng nước phun trào có hàng trăm năm nay ở làng cổ đó nha các bạn. Thì trái dừa khô đó đánh dấu nó sẽ chạy ra ngoài này các bạn. Đó, chứ không phải giếng nằm ở đây nha các bạn ha. Giếng ở trong mạch bà cách đây khoảng chừng 4 cây số nha các bạn. Giếng trong đó 4 cây số mà chảy ra tới đây luôn. Đó, gọi là mạch bà mà, mạch chính đó. Nên hầu như bà con ở làng Phú Hội này dùng nước này để sinh hoạt tắm giặt. Rất là trong, trong vắt luôn. Hiện tại bây giờ như khu vực chỗ của Tuấn đang ở là bây giờ nước đang bị đục. Những cái giếng bây giờ bơm lên nước đục ngầu à. Mà phèn không à. Mà ở đây thì nước trong vắt vậy, hay thiệt. Miền Tây thì bây giờ khô hạn luôn, không có nước luôn. Cái mạch này là mà ở đây lại có nước trong. Chứ không phải là mới có đây thôi. Mấy trăm năm này đó. Là cái làng cổ Phú Hội thì Tuấn sẵn đi ngang qua, Tuấn chia sẻ bà con xem. Ngay đây là cái đầu đường đi vô. Đầu đường đi vô là cái đường này là giáp nhau đâm thẳng là đi tới chợ Long Thành. Đó, ngay đây chỉ là một con hẻm nhỏ thôi. Ở đằng trước thì thấy có mua bán, ở đây có chợ nhỏ mua bán đầy đủ hết, đủ thứ hết. Dạ.
cho con lon đậu phộng con. Bán ký lô mua 10 ngàn đi. Dạ dạ lấy con 10 ngàn. Ăn cho vui. Bán gì chứ? Dạ. Bán gì vậy? Con đâu có bán gì đâu. Dạ, con đi vô khám phá mà. Này bắp. Nắng không con? Hả? Nắng không con? Nè củ. Giờ giờ con muốn mưa hay muốn nắng? Giờ muốn mưa cũng không môn. Đó bài xá. Theo cô thì cô thích mưa hay thích nắng cô? Cô thích nắng hay thích mưa? Mưa nắng gì cũng được. Cái nào cũng được. Nắng thôi, mưa mà ăn được không? Mưa cô, nó mát. Cô dễ nắng tính quá. Ai mua cho cô đâu? Nắng thì dạ. Tao mới mua hàng nữa. Mua chứ. Nắng mưa gì tao cũng mua hết. Có người thì thích mưa, có người thì thích nắng. Giờ không biết đường nào lần hả cô ha? Nắng quá chịu không nổi. Nắng quá chịu không nổi mà mưa quá cũng chịu không nổi. Giờ biết sao cho vừa lòng đây. Dạ, cảm ơn cô. Vậy sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc không? Cô bán đây lâu chưa cô? Lâu rồi. Cái món đậu phộng này là nhậu là ngon lắm á, bén lắm á. Nhậu bia. Đúng không cô? Dân nhậu hay là ghé đó mua nè. Này có bán cá nữa. Thử đây. Đây cô bán cá bên đây. Đây một cái khu chợ nhỏ đằng trước thôi. Đây là thuộc xã Phú Hổn, xuống đây là có một cái khu dân cư tái định cư Lục An rất là lớn luôn. Đa phần là những người dân đó là đền bù tái dự án cho sân bay Long Thạnh. Là người dân đó là người ta được đền bù á ha. Người ta bị nói chung là tặng đất cho sân bay Long Thạnh để mở sân bay Long Thạnh. Dạ. Để ra coi thử coi khu đó đẹp không? Đẹp. Đây, let's go. Rồi giờ anh em sẽ đi ra đó bà con. Thì đường này là đi lên sân bay Long Thành cách khoảng 5 cây số. Còn đây là khu này là để những cái tái định cư để cho bà con xây nè. Những ngôi nhà đây là bà con tự xây hết nè. Những người ta thấy đất ở trong sân bay đó. Giải tỏa sân bay đó ha, đất trong sân bay. Ra đây xây quá trời luôn. Bên kia thì nguyên một đám cỏ. Khô quéo luôn. Nắng quá khô quéo hết luôn. Rồi bên kia có một khu vực đang xây dựng rất là lớn luôn. Ồ. Kia là khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn. Rất là lớn, khu nghiệp này Tuấn cũng vô đây bỏ hàng mấy lần rồi. Hồi đợt Tuấn chở hàng ở ngoài Bắc á. Ngoài Bắc vô đây bỏ ngay đây luôn, chính cái đường này vô. Cách đây 4-5 năm rồi. Thì ở đây là bây giờ tất cả các khu vực gần quanh đây là bất động sản bây giờ đóng băng rồi. Cho nên là ở đây là đón đầu cái dự án sân bay Long Thành á. Cho nên là những cái khu nhà bây giờ là có chủ hết rồi đó. Thực ra những ngôi nhà là có chủ nhưng không có ai ở hết. Bởi vì nó quá là hiu quạnh đi khu này. Bây giờ Tuấn sẽ đi quay thực tế cận cảnh những ngôi nhà và những cái khu vực ở đây như thế nào cho bà con cùng xem. Những cái dự án ở đây để bà con được nắm bắt rõ hơn. Đây là giáp ranh giữa đường trục DT769. Là mình đâm thẳng ra đây một xíu là DT769 rồi nha bà con cô bác. Thì đây trên đường này thì Tuấn thấy là cũng rất là nhiều nhà ở rồi. Nhưng mà cũng dân cư cũng thưa thớt rồi, vắng vẻ lắm. Còn đằng trước mặt của cô bác là một cái khu dự án rất là lớn luôn. Toàn biệt thự lớn không. Nhưng mà vắng tanh nè. Bây giờ Tuấn chạy lên đó một xíu để quay cho bà con của bác xem nha. Đó, đằng trước mặt không xa nữa đâu. Mấy cái số nữa là tới rồi. Hơn cây, cây rưỡi nữa. Mà nhìn thấy đó, nhìn dễ, nhìn gần vậy đó chứ xa lắm. Cây rưỡi. Ở đây thì Tuấn vẫn thấy có quán xá nè, quán nhậu đồ này kia. Thì khu này là khu tái định cư thì cũng còn vẫn còn nhộn nhịp đi. Những khu mà dự án thì Tuấn thấy rất là buồn, hiu quạnh. Đây chỗ này là nền, có nền hết rồi nè. Phía này nè, đóng cọc hết rồi nền. Có những cột điện là phân nền hết rồi, có chủ hết rồi đó. Đây hai bên đường đây. Đó, bà con có bác thấy hai bên đường là có chủ hết rồi ha. Đây, đường phân luồng, đường đồ này kia hết rồi. Thì đi là mình sẽ thấy những cái bảng bất động sản rất nhiều luôn. Những ngôi nhà bất động sản này, dịch vụ này. Bên phía bên này là nguyên hàng cây cao su luôn. Tí nữa tôi chạy qua đó quay cho bà con cô bác xem luôn để biết cái khu này. Khu này thì giáp ranh với sân bay Long Thành đó. Cho nên là đất thì khá là sốt. Sau một thời gian khi có sân bay đất là sốt kinh khủng luôn. Phía trước mặt bà con cô bác là khu dự án nhà nè. Hồi xưa đây là một cái rừng cây cao su đó, phía xa là bà con thấy không, đó nguyên một cái rừng cao su. Thì đây là bây giờ những cái nhà này ta xây Tuấn thấy cũng lâu rồi nè. Toàn là biệt thự, nhà to không, đúng không, khủng khiếp không. Đó, nhà thì to như vậy nhưng mà
chưa thấy người ở đâu hết, thấy toàn là nhà không này. Quá trời luôn. Cao su còn đường phân nền hết rồi, đường lô nền đâu ra đó hết rồi. Nhưng mà không thấy người, chỉ thấy nhà thôi. Cao su nè, phía này cao su không nè. Bây giờ Tuấn quay cho bà con cô bác xem nha. Đó, nguyên một cái dãy nè. Đây. Nhà toàn nhà đẹp không đó, cao cấp không á. Ơi. Không biết là bao nhiêu năm nữa thì mới có người ở đây đông đây. Có công viên luôn. Bài bản ha. Phải nói rất là một khu hoành tráng đó. Đây, nhà xây theo kiểu mà cái màu trắng theo kiểu giống như bên Pháp vậy đó, rất là đẹp. Đấy đây, đây nhà quá trời, nhà to đẹp luôn này. Nguyên một cái dãy nhà. Trời ơi, quá trời luôn này. Cao không? Y như biệt thự vậy đó. Giờ biệt thự. Nhà này là 1 2 3 4 tấm. Sát 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 nhau mà nguyên một dãy luôn. Cái chỗ này thì bên này là đường của người dân, đường này đường đôi luôn. Còn bên này là nguyên một cái dãy dự án. Dự án này làm cũng lâu rồi mà bây giờ Tuấn thấy vẫn chưa có người ở bao nhiêu, chưa xong, chưa hoàn thiện. Bên kia thì xong rồi mà chưa có người ở, mà bên này thì cũng đang làm. Đây có xe công vô bỏ hàng nữa nè. Ồ, rất là nhiều luôn ha. Nguyên một cái khu này là hồi xưa là toàn là cây cao su không à. Bây giờ là thành là những ngôi nhà, những nơi dự án. Còn mình đi thẳng ra đây là xã lộ 25. Xã lộ 25 thì rẽ trái là đi lên Dầu Dây. Đầu kéo vô quá trời luôn nè, xe đầu kéo đây. Đó. Đây là những nhà người dân này, mở quán cà phê, dẫu nè, rồi quán ăn uống ở bên phía bên này. Rồi bây giờ tôi chạy lên đây một khúc. Không phải riêng một khu này đâu, còn lên trên này một khu lớn hơn nữa. Khu này là chỉ là bình thường thôi nha. Giờ tôi lên đây tôi quay cho bà con xem. Đây là giáp ranh với sân bay Long Thành đó. Từ khi mà sân bay Long Thành mọc ra cái là nhiều thay đổi lắm, diễn biến mới. Cái khu này mà nếu mà đếm tiền, tính tiền nó tính không nổi đâu. Giờ tôi lên đây thêm một xíu nữa, cập nhật những tình hình mới nhất để cho bà con trong và ngoài nước xem. Tất cả những ngôi nhà này là đều chưa có người ở luôn, đang làm chưa xong. Đây là đường sông Hành, đường ngồi ở đây nè. Phía này là rẽ là phải là đi về Long Thành nè, phía này rẽ trái là đi về Dầu Dây nè. Bây giờ Tuấn theo rẽ trái này lên đây còn một dự án nữa, còn một khu rừng hay rừng cao su nữa. Khu này chưa hết đâu, còn nữa. Má nó chạy ghê trời. Thì cái tuyến đường xã lộ 25 này là xe Busit 495 đồng chạy rất là nhiều. Hồi trước Tuấn có chạy Busit đó. Đây là xe rực sáng nè, xe hổ vồ này. Đó, Busit. Cái tuyến đường này là thuộc xã Bình Sơn à. Xe Busit là nói chung là đổ xuống như cơm bữa vậy đó. Một ngày biết bao nhiêu là chiếc xe đầu kéo Busit chạy từ Lâm Đồng Bảo Lộc xuống cảng Gò Dầu. Cái nguồn Busit thì khai thác quanh năm, biết bao nhiêu năm cũng không hết nữa. Đây, thêm một chiếc rực sáng nữa. Xe của nhà xe rực sáng. Hồi trước là rực sáng là có xe đầu kéo Mỹ. Nhưng mà bây giờ là người ta bán bớt hết xe đầu kéo Mỹ rồi. Bây giờ người ta chuyển qua dùng xe Trang Long và xe hổ vồ. Rồi bây giờ đang đi qua đây là một cái khu Tuấn đang qua là khu chợ nè. Khu trung tâm thị trấn Bình Sơn, chợ nè. Qua đây một xíu nữa là sẽ có một cái khu rừng cây cao su nhiều lắm. Sẵn đi, sẵn đường thì Tuấn quay luôn cho bà con cô bác cùng xem. Chứ cũng ít có cơ hội để mà đi. Đó, bắt đầu Tuấn đang tới đây là bắt đầu dần dần thấy cây cao su rồi đó. Hồi trước thì Tuấn khi mà còn chạy Busit, Tuấn qua đây như cơm bữa. Ngày nào cũng đi qua đây hết, ngày nào cũng làm một tour qua đây hết. Đi ngang qua đường này biết rồi. Đặc biệt là đường này hay bắn tỉa lắm, đi cẩn thận tốc độ, đi chính xác. Rồi đây là khu rừng cây cao su nè. Rồi bây giờ Tuấn mời bà con cô bác vô xem nha. Cái khu này, bên này có một cái
khu biệt thự lớn hơn cái chỗ này nữa. Chỗ này là chỉ là bình thường thôi, khu này còn lớn hơn nữa, nhưng mà khu này lại nằm sâu. Của bà con cô bác là khu dự án phía tay trái đây đó, xây xong hết rồi nha, nhưng không có ai ở hết, ít người ở lắm, có cũng có nhưng mà chắc là Tuấn chưa biết nữa, về Tuấn vô Tuấn khảo sát thực tế rồi Tuấn mới báo được tình hình. Rồi bên này là vườn rừng cam cao su, đây chỗ này Tuấn nãy giờ Tuấn nhắc đây, thì bây giờ Tuấn mới vô quay đây bà con cô bác. Đây cái chỗ này là Tuấn từ cái thời Tuấn chạy bu xít đó là Tuấn đã thấy rồi, xây lâu lắm rồi này, mà vẫn chưa thấy ai ở này. Đây đằng trước mặt đường là thấy không có nè. Rồi bây giờ Tuấn cua vô một xíu nữa ha, Tuấn đi kiếm cái đường để cua vô cái cổng chính đó. Thì Tuấn thấy là không có người ở đâu, chỉ thấy là những cái bảng cho thuê và bán thôi đó, bà con cô bác có thể nhìn nè. Nhận ký gửi mua bán nhà đất sổ riêng thổ cư này, tại đây à. Tất cả những ngôi đây là Tuấn không thấy ai ở hết, Tuấn thấy nếu mà ở chăng thì chắc cũng một hai người thôi chứ không nhiều, nguyên khu này luôn Tuấn thấy là cho thuê và bán là nhiều đó. Mà cổng rào tôi cũng không cho ai vô hết thôi nên là Tuấn cũng không vô luôn, vô mất công phiền phức đó. Tuấn thấy đằng trước cổng thì thấy có barrier rồi có bảo vệ quá trời luôn, rào tùm lum hết. Kính cửa cao tường quá nên Tuấn cũng không vô đâu. Tuấn, chỗ nào mà thoải mái thì Tuấn mới vô, không thoải mái Tuấn không vô. Đấy, bà con cô bác thấy nè, một bên đó là rừng cao su, một bên là khu dự án, mà thấy gì đâu, thấy buồn hiu à. Thôi vô chi, bất công. Thôi giờ mình đi thẳng lên hướng khác đi, quay cho bà con xem biết tình hình như vậy được rồi. Đó, đây xe bu xít nè, mới chạy qua một chiếc xe bu xít. Ở bên này thì cao su không? Đây. Những cái đường cao su này buổi trưa mà dân võng ra nằm ngủ là mát lắm. Hết sảy con bà bảy luôn á. Ở đây là chủ yếu là dự án này là đón đầu sân bay Long Thành thôi. Nhưng thực tế là ở đây nó không có gì gọi là, nếu mà ở đây thì cũng chả biết làm gì. Mà cái giao thông thuận tiện nó cũng xa quá. Chợ búa là cũng không có. Rồi trường trạm xá rồi này kia các thứ cũng không có gì hết. Ở đây là nói chung là Tuấn thấy cũng hơi thất sách. Nếu mà mua ở đây những căn biệt thự này, rồi nắng nữa, nóng nữa, không có suối, không có ao gì hết. Thôi Tuấn cũng đi luôn, nó quay cho bà con xem được cận cảnh thôi. Để Tuấn chạy cua vô cái rừng cao su một xíu à, quay bà con xem. Bên này đất thì khô cằn, sỏi đá hết này. Bây giờ Tuấn đi lên đây một xíu vô cái rừng cao su này. Tuấn vô tới đây là khu này là Tuấn đi lên đây một xíu là khu này toàn là cao su không à. Nguyên một khu đường này toàn cao su hai bên đường luôn. Đó, bà con cô bác thấy nè. Hồi nãy thì cái dự án đó thì Tuấn bỏ qua rồi, tại Tuấn thấy không có người ở là thứ nhất. Thứ hai là bà thấy bảo vệ nhiều quá mình cũng không vô làm gì. Cái nơi nào mà dễ thoải mái thì mình vô, chứ còn bình thường mà khó khăn quá thì cũng không nên vô làm gì. Chủ yếu đi để chia sẻ tình hình mới nhất, cập nhật tình hình cho bà con cô bác thôi, chứ Tuấn cũng không phải là câu like hay câu view gì hết á. Sẵn đường đi chia sẻ, chủ yếu là chia sẻ là chính. Trên cái đường hành trình Tuấn đi đó, cũng chia sẻ, biết gì chia sẻ đó. Thì cái tuyến đường này nó quá quen thuộc rồi, quá quen thuộc đối với bà con cô bác. Thì sao mà Tuấn biết, mà đối với Tuấn thì quá đi quá nhiều rồi. À, nhiều chiếc này chiếc chăn lông mà chở hàng mua xít nè, chiếc này cũng mua xít nè, đang đổ về nè, rất là nhiều xe luôn. Rồi trên này lâu lâu vẫn thấy có những chiếc những cái bảng mà những người ngồi bán đất, để bảng là bán đất nền này kia vẫn có, vẫn thấy. Rồi bây giờ Tuấn sẽ đâm thẳng về lại ngược về hướng nè, về lại ngã ba Chị An nha. Đường đi về rồi thì bây giờ Tuấn đi ngang qua đây bò sữa Long Thành bà con cô bác. Thì ở khúc đường này thì buổi chiều khá là kẹt xe ha, giờ này bắt đầu xe đầu kéo đổ về Sài Gòn khá là kẹt luôn. Nãy giờ đi bò nãy giờ bắt đầu 5 giờ còn kẹt hơn nữa, giờ này là đỡ đó và vẫn còn tạm được đi được. Về tới đây là khu vực trạm thu phí quốc lộ 51 đó. Bây giờ trạm này cũng bỏ rồi đó, trạm này rất là nhiều kỷ niệm của các bà con cô bác ha. Qua đây là cái phía tay trái thì có
cũng đây là một cái khu này cũng cho thuê nhà đồ này, rồi nguyên một cái khu nhà vậy đó, cũng đâu có ai ở đâu, đó, nguyên một dãy luôn bên này luôn. Đó, phía này có cây xăng nè, cũng nguyên một cái khu ở đây luôn. Đó, bà con của bác thấy không? Rất là nhiều nơi luôn, nhiều chỗ luôn chứ không phải một chỗ nữa. Quá nhiều luôn rồi, quá là nhiều nơi. Bây giờ trên cái con đường về thì Tuấn cũng sẽ chia sẻ thêm những cái gì mà Tuấn biết, thấy thì Tuấn chia sẻ cho bà con xem. Đó. Khu này thì Tuấn thấy những cái quán cà phê đồ cũng bán bình dân lắm, ví dụ như chai nước suối mà người ta bán cũng có sao, vô ngồi uống thì chỉ có 6.000 đồng một chai thôi, có nhiều chỗ thì 10.000, 15.000. Cà phê dẫn luôn á, mà nước suối người ta bán cũng bình dân, 6.000. Nói chung là rất là ok, hợp lý, không có chặt chém, ăn uống cũng rẻ nữa, bình dân. Cơm đồ 25.000 phần, 30.000 phần. Nói chung cũng dễ sống. Đây là bắt đầu, đây là dốc 47 nha bà con cô bác. Thì từ đây lên Sài Gòn là 47 cây số nên là gọi là dốc 47. Nhớ ở trước đây phía tay phải có một cái tiệm rửa xe, Tuấn hay vô đây đi rửa xe đầu kéo ở đây nè, không biết giờ còn không nữa, sau thời gian 5-6 năm rồi. À, Tuấn hay có cái câu cửa miệng, Tuấn hay quen cái kêu bằng xưa xưa, cái lâu lâu cái là Tuấn hay nói xưa, mong mọi người thông cảm nè. Đây phía tay phải nè, chắc là dẹp rồi quá. Hồi đó hay chạy công lạnh là ghé đây, về đây cứ bỏ gạch đây là ghé vô đây rửa xe. Rửa xe rồi bơm mỡ này kia, lâu quá rồi, thời gian đúng là thấm thoát qua nhanh, càng ngày càng thay đổi cuộc thời gian, đúng không bao giờ chờ đợi một ai hết, mỗi thứ nó đều là một cái ký ức thôi, rồi coi như là cũng mất tiêu luôn rồi, không còn rồi. Dốc 47, tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian. Không có gì là mãi mãi, không có gì là bền vững mãi mãi. Có nguyên một cái công ty xe ben rất là lớn luôn. Cái đèn xe đèn đỏ này là đây là thuộc ấp Tân Mai 2, Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Thì cái đây là một cái trung tâm xe ben rất lâu đời rồi, rất là nhiều xe luôn nha, do đó đếm chắc xe ben đếm không nổi đâu. Chỗ đó là phải chắc phải là cả ngàn chiếc xe ben chắc coi là có đó. Ở đây chuyên chở đất mà, chở đồ, xe ben rất nhiều, xăng lấp mặt bằng đồ này kia đó. Đây bà con, nó có hai điểm, một con đường trên này nữa. Tuấn đi một vòng hành trình từ ở Long Thành về, thì bây giờ Tuấn đang đi ngang qua đây là phía bên này là đường Tuấn đi đường Võ Nguyên Giáp vô, thì đây là vô đây là ngay thuyền viện Phước Sơn và Y Sơn. Đây là Y Sơn này, bên này phía tay trái, bên này là Phước Sơn, thì bên này là hồi xưa là một cái khu rừng nguyên sinh, khu rừng rất là lâu đời rồi đó. Đây là thuộc địa phần Trảng Bom rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Đây quay cho cô chú anh chị các bạn xem. Thì Tuấn thấy tới đây thì thấy đây là có một khu này gọi là khu phố Tân Lập, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Hôm nay thì khu này là có một khu nghĩa trang đó. Thì ở đây thì Tuấn thấy có đây là cái bảng địa phận Trảng Bom này bà con cô bác đó. Đi thẳng lên đây xíu là có một cái chợ. Mấy khu này hồi xưa là tâm linh dữ lắm, nó nhiều cái điềm, nhiều cái linh thiêng lắm, cho nên là ở đây có nguyên một cái khu vực này rất là nhiều thiền viện. Còn cái những cái khu đô thị và những cái căn biệt thự kia thì chỉ là mới sau này xã hội phát triển thì mới bắt đầu hình thành lên, nhưng mà rốt cuộc là xây lên to như vậy nhưng cũng không có ai ở hết, rất là hoang phí ha, rất là hoang phí tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, công sức, mồ hôi, nước mắt bà con đổ ra rất là hoang phí luôn, rất là uổng phí, hoang tàn quá, quá là hoang tàn luôn.
Đó thì hôm nay Tuấn quay một cái cuộc hành trình, một cái lịch trình cho bà con cô bác cùng xem. Đó thì bà con bác cũng nhận ra này, đây là những cái khu ngày xưa tới giờ vẫn như vậy, không có gì thay đổi hết. Những ngôi nhà cấp 4 nguyên một cái dãy đường này, không có nhà mà gọi là cao tầng đâu nha, nguyên cái dãy cái con đường này, khu vực này nhà cấp 4 không à. Hết cái con đường này Tuấn nhớ là chỉ có đúng một cái biệt thự lớn thôi, còn hầu như là nhà cấp 4 hết. Còn những cái khu mà to biệt thự cao cấp như thế thì lại không có người ở. Đó. Nó nghịch đời vậy đó, đúng là trái ngang ha. Nghịch đời, nghịch lý quá. Trái ngang, quá trái ngang luôn. Ở đây thì rất là yên tĩnh, khu vực này rất là yên tĩnh để tĩnh tâm. Mà ở khu này chiều chiều bà con công nhân đi làm về, bữa nay thì công nhân thì thất nghiệp nhiều thì cũng ít, là vắng lắm, vắng người lắm. Đi lên một xíu đây là rẽ trái là có một cái bãi chuyên rửa xe công, xe đầu kéo. Tuấn hay rửa chỗ bé Dung. Bé Dung là đợt Tuấn có hay ghé, lâu lắm rồi Tuấn cũng không ghé, cũng tính ra là bữa nay 2 năm rồi. Đó. 2 năm rồi Tuấn không ghé. Ở đây thấy có một chiếc xe tải đậu bán đồ này, chiếc xe tải đậu bán đồ này kia, cuốc xẻng rồi hết rồi này kia. Rồi thì Tuấn hôm nay Tuấn chia sẻ hành trình đến đây cũng là khá là dài rồi. Tuấn xin mến chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những hành trình clip tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy yêu mến thì hãy cho Tuấn một like đăng ký miễn phí ủng hộ để động lực Tuấn, tinh thần Tuấn để làm thêm nhiều clip tiếp theo để cho bà con cô bác cùng xem. Rồi xin chào, hẹn gặp lại bà con cô bác luôn. Thank you.